Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay lại nhà vườn của anh An Khang ở Hòa Thành, Lai Ok Vung, Đồng Tháp để quay gửi đến quý cô chú anh chị một số phôi bonsai mini. Thì mặt hàng cũng đa dạng. Hôm nay có trang, phôi chiếu thủy, trời ơi. phôi linh sam và cần thăng cũng như sam núi trái. Thì số điện thoại liên lạc của anh Khang có ở trên tiêu đề, quý cô chú anh chị gọi điện hoặc là kết bạn qua Zalo để mua hàng. Rồi chào anh Khang ơi. Mến chào cô bác chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay trở lại nhà vườn của em cũng có số mặt hàng cây kiểng bonsai gồm có là sam trái ha. Sam trái thì em cũng có nhỏ lớn có ha. Rồi cần thân, rồi trang sen, rồi linh sam Yamaya. Đó. Với mai chú thủy, trang sen trang đỏ nha. Thì cũng muốn giao lưu tất cả cô bác chị gần xa trên mọi miền đất nước ha. Thì em cũng xin phép đo thông số và báo giá chi tiết từng cây cho cô bác chị xem và tham khảo ha. Thì đầu tiên em cũng có một cái mã combo mini nha. Đó, mai chú thủy. Dòng này là da đen lá lớn nha các anh chị. Gồm 5 cây nha. Đó. 5 cây mai thủy mini. Đó, em đo hạo cho cô bác anh chị xem một một hai cây ha. Thì cái hoành này thì khoảng 9-10 nha. Cái này như hoành này là 9. Đây. Đó, quả này 9, cái này chắc 10. Cái này cũng khoảng 10 ha, mã A. Đó. Rồi 5 cây này thì em giao lưu 550 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Cái này thích hợp cho anh em mình sưu tầm về mình làm mini mình chơi ha. Đó, 5 cây 550 ngàn. Đó, mã A. Mã A dưới mã anh biên biệt dưới. Còn đây số 1. Rồi, em lên mã B ha. Hôm nay em có hai cái combo mini. Đó. Cây này thì sắp đế cũng tương đối đều ha. Đó, thích hợp mình chơi mini. Chiều cao nó thì khoảng cái này thì 6 cm ha, cây này thì 8 cm ha. Một combo. Rồi combo này thì 600, nó hơi to hơn combo trước chút là 5 cây nha. Hoành lớn cây lớn thì nó khoảng 13. Còn cây nhỏ nhất thì 10 nha. 600 ngàn. Mã B. Rồi tiếp tục. Cái này lên từng cây thôi. Cái này em lên một cái combo này thì cái lô cây trước của mình còn ha, hai lô cây trước của mình còn ha. Đó, combo cũng gồm 5 cây nha. 5 cây này thì em giao lưu là 650 ngàn. Là cái này là em thanh lý luôn ha. 5 cây. Đó, cây số 1 xuống cây. Cây số 2, cây số 2 cây này phơm tàn cũng rất đẹp ha. Thì cái hoành nó thì cái như cái cũng như, như thường lệ thì cái hoành cái cây này thì nó nhỏ hơn tí ha. Cái này là cái lô trước. Đây. Hoành 13. Còn cây uống thân thì khoảng 16 17 ha. Mã số 1. Rồi. Đây. Ba cây. Cây thứ 3. Cây thứ 4. Trung bình thì hoành khoảng 13 trở lên nha các anh chị, chiều cao thì nó khoảng 30. Rồi xuống. Rồi. Combo số 1, đó, cây này là đàn thiên nhiên nha các anh chị. Gồm có cây này thiên nhiên có, cây uống thân có. Rồi, 650 ngàn luôn, 5 cây. Bao ship toàn quốc các anh chị luôn. Rồi tiếp tục mã số 2, đó. Cây thứ nhất. Rồi cây thứ hai. Cái này thì nó hoành nó khoảng 16 17 ha. Đó, với cây uống thân. Rồi cây này 13 hoành chỗ này. Đó. Rồi cây số 3. Đó, combo số 2 nha. Này cây số 3. Rồi đói. Đây, cây số 4. Cây tương đối đẹp ha. Cây này thì cũng phải hoành cũng 13 luôn ha. Đó, 5 cây 650. Hôm nay em có hai combo này nha các anh chị. Đừng em xả cái lô này cho nó hết luôn. Đây. Đó, cây cuối cùng. Rồi xuống cây luôn, 650 ngàn luôn. Rồi tiếp tục, hôm nay em về một cái lô sam trái nha. Sam trái đế nôm ha, này cây trồng chậu hai chậu ha. Bộ đế tương đối khá ha. Đó, dáng thế thì em chừa gì của bác anh chị mình về mình chơi rồi mình cắt theo ý mình ha. Rồi. Rồi cây này chiều cao là 34. Hoành em đo chỗ này là 19 ha.
Rồi hoàng kim đôi chỗ này là 29 ha. Rồi cây này em báo giá là 350 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục. Mã số 4. Đây. Để quái ha, này thích hợp về cho tiểu cảnh ha, chiều cao 25. Rồi hoàng kim đôi chỗ này là 17 ha. Đó. Cây này thì cũng 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục. Lên mã số 5. Rồi mã số 5 cây này có chiều cao là tới đây là 27 ha. Hoành vị trí này là em lo 16 hơn ha, gần 17 ha. Đó. Cái hơi cấn chút em kể 16 đi. Đó. Vẫn 350 ngàn luôn, cây tàn thiên nhiên ha. Rồi, tiếp tục. Lên mã số 6. Đây. Rồi tổng chiều cao của cây là nó 35 nha các anh chị. Rồi hoành em đo chỗ này là 17 luôn. Đó. Rồi cây này thì cũng 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Đây tiếp tục mã số 7. Tàn thiên nhiên ha, cái lô này là em mới về nha. Rồi chiều cao nó là 27. Rồi hoành em đo chỗ này là 17 ha. Đó. Cũng 350 ngàn luôn. Rồi tiếp tục. Xăm trái. Rồi cây này có chiều cao là 30 ha. Bay ra đây là 30 luôn ha. Rồi hoành vị trí này em đo 16 ha. Đó, ngay chỗ này là 16. Cây vẫn 350 ngàn ha. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã số 9. Đó, cây tàn thiên nhiên ha. Tàn tự nhiên nha, không có uống sữa gì ha. Chiều cao nó 20. Rồi hoành vị trí này em đo 19 đi ha. Nó hơi cấn chỗ nào. Rồi không có cấn, rồi 19 đi, gần 20, tính 19 đi. Rồi cây này 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục, mã số 10. Đó. Cây có dáng bộ đế thì cũng khá ha. Rồi chiều cao nó là 29. Rồi hoành vị trí này là em đo 17 ha. Đó. Cũng giá 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục, mã số 11. Cây sam trái. Tàn tự nhiên ha. Của anh chị về chơi rồi mình cắt tỉa theo ý mình ha. Rồi cái hoành cây này là 18 nha các anh chị. Hoành cây này là 18. Đó. Mã số 11. Rồi vẫn 350 ngàn luôn. Rồi tiếp tục. Mã 12. Đây. Rồi chiều cao cây này là 28. Hoành vị trí này là 20, gần 21 nha. Em chỉ tính 20 thôi ha. Rồi cây này thì 400, bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã 13. Đây. Cây bộ đế cũng khá ha. Rồi chiều cao nó là 30. Rồi hoành em đo vị trí này là 19 ha. Cây này cũng 400 ngàn luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Em lên mã 14. Mã 14, cây này có dáng hơi bay ha. Rồi chiều cao cây này là 27. Bay ra đây là nó 25. Rồi quanh em đo vị trí này là 17. Đó, cây này 350 ngàn luôn. Bộ đế đẹp ha. Rồi tiếp tục mã 15. Rồi chiều cao cây này là 36. Hoành rồi vị trí này là 18 ha, 350 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi em hết lô sâm trái ha. Rồi hôm nay em vẫn là mấy cặp cần thân nha cô anh chị. Cũng 300 ngàn luôn ha. Có mã nào mà cây nào nhỏ thì em báo giá thì là lại là 250 nha. Những cái cặp lớn đều thì là nó 300 ngàn ha. Rồi mã 16. Rồi chiều cao nó thì khoảng hai mấy 30 nha, 28 30 ha. Rồi cái hoành nó chỗ này là 21 22. Đó. Cây nào thì cũng vậy hết trơn, 21 22. Đó, 300 ngàn đồng giá ha. Cái clip này rồi em vẫn bán 300 ngàn ha. Cây anh em chốt hết clip luôn ha. Rồi clip này anh em tiếp ủng hộ thì giúp em ha. Rồi chiều cao cái cây cao này là 40 nha các anh chị. Đó. Hoành em đo chỗ nhỏ này đi 17. Đó. Chỗ nhỏ này là 22. Đó.
cũng 300 ngàn luôn, bao ship toàn quốc luôn. Mã 17 tiếp tục lên mã 18. Đây. Vẫn 300 ngàn ha. Đó. Anh chị coi dáng thế ha thì cái hoành tầm 25 trở lại ha. Đó. Cây này 25. Cây bên đây thì cũng tương đối ha. 22 là chỗ nhỏ ha, nhưng mà hai cây thì nó rất đồng nha. Rồi cũng 300 ngàn luôn. Rồi tiếp tục lên mã 19. Đây. Cũng 300 ngàn luôn ha. Đó, cây có dáng thế cò lắc ha. Cây này đẹp nè. Hoành cũng 23 ha. Đó. Rồi xuống cây luôn. Mã 19. Tiếp tục mã 20. Rồi mã này thì 250 ngàn ha. Cây nhỏ. Nhỏ hơn chút. Đó. Thôi mã này 200 ngàn đi, thấy nó nhỏ quá. Rồi. Mã 20. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã 21. Đây. Vẫn 300 ngàn thôi quá anh chị. Rồi xuống cây luôn. Hôm nay em còn cũng mấy cặp. Tiếp tục. Mã 22. Đó, thì chiều cao nó nằm tầm khoảng 35 nha các anh chị. Đó, 32. Hoành thì nó tương đương với 23 24. Đó, cây này thì 24 ha. Rồi xuống cây luôn 350 ngàn, bao ship toàn quốc. Tiếp tục mã 23. Đó. Vẫn 300 ngàn nè. Đó. Cái này thì hơi lớn hơn, cao hơn. Cũng giá cũng vậy luôn, 300 ngàn luôn, mã 23. Đó, chiều cao đo hạo cây này là 40 nha. Rồi xuống cây luôn. Hoành thì nó khoảng 25. Rồi tiếp tục. Mã 24, mã này 250 ngàn nha quý anh chị. Đó. Cây cũng khá ha, đẹp ha. Đó. Rồi xuống cây luôn. Hoành thì nó cũng tương đương ha. Nhưng mà nó hơi lùng, nó hơi thấp hơn chút. Rồi tiếp tục mã 25. Đó, vẫn 300 ngàn nha các anh chị. Đó, chiều cao cái cây cao này thì nó khoảng 25, cây này thì khoảng 20. Đó, cái hoành thì nó tương đương với 22 với 25. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục, em lên trang sen Nhật nha các anh chị. Trang sen Nhật trồng ống, hôm nay em cũng có mấy cặp. Đó. Sen Nhật ha. Rồi chiều cao của cái cặp này thì nó là khoảng 25 26 ha. Rồi tổng cái hoành gì đây là 18 ha, 18 19 đó, em đo hạo một cặp cho các anh chị xem ha. Đó, còn cái hoành thân thì em đo trên này khoảng 13 14 ha. Đó. Cây này thì 10 12. Rồi một cặp này thì em giao luôn 550 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Trang sen Nhật. Mã 26. Mã 27. Vẫn 550 ngàn nha các anh chị. Sen Nhật trồng ống. Thì cái hoành thì em đo thêm một cặp nữa ha, thấy nó cỡ này thì 18 19 ha. Thì cái hoành thân ở trên đó thì nó cũng 11 12. Đó. Các anh chị về chơi mình cắt tỉa lại ha. Rồi, cũng 550 ngàn luôn. Bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục mã 28. Đây. Chiều cao thì nó khoảng 20 25 ha, đo lại cho nó ha. 22, 22, 23 gì đó. Cái hoành cũ thì nó khoảng 18, 19. Cái hoành thân khoảng 12, 13. Vậy đi. Rồi 550 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn. Trang sen Nhật nha các anh chị. Rồi tiếp tục. Đó. Mã 29. Cũng như củ này thì nó hơi to hơn chút. Cái nào to hơn chút thì nó khoảng. Củ này thì 22 ha. Đó. Chiều cao thì nằm khoảng 22, 25. Đó, cũng 550 ngàn luôn, đồng giá luôn. Tiếp tục. Mã 30, hôm nay thì em có 5 cặp trang sen nha các anh chị. Còn em vẫn có trang sen phôi ha, sắp đế ha. Lát nữa em sẽ lên cũng mấy cây. Đó. Mã 30. Vẫn 550 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục. Em lên mã 31. Bỏ nó xuống này. Bỏ cái này xuống.
Để cái kia ra luôn ha. Rồi em hôm nay em lên lên xăm hình lá trung ha. Lô xăm hình lá trung này sắp đế ha. Rồi em đo thông số, báo thông số cho các anh chị xem ha. Rồi chiều cao đó, ngang cái cổ rễ nó là khoảng 25 nha các anh chị. Đó. Rồi tới ngang nó thì khoảng 35. Mặt bầu thì khoảng 20 ha. Rồi hoành em đo vị trí này là 21 ha. Đó, hoành đo vị trí này là 21. Cây mã số 31. Đó, mã số 31 này em giao luôn là 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Giờ tiếp tục lên mã 32. Đó, mã 32. Cái này thì em lột cái lớp da me ra ha, xem hình da me, em lột lớp da me ra. Đo thì nó giảm hơn 1 2 phân hoành, chủ yếu là của anh chị mình lựa dáng thế thôi ha. Rồi chiều cao nó là 22. Rồi cái hoành vị trí này là 19 ha. Đó. 350 ngàn bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục lên mã 33. Em để em không có quấn băng keo là cho cô bác anh chị mình xem cho nó hết cái bộ rễ nữa ha. Thì cô bác anh chị mình hình dung ha, cái mặt bầu nó khoảng 20 ha. Cô bác anh chị về mình có chốt thì mua chậu để chơi ha. 29 chiều cao. Tổng cái tán ngang này là 44 ha. Cây tàn thiên nhiên nha. Rồi hoành em đo vị trí này là 20 nha cô bác anh chị. Đó, hoành em đo vị trí này 20. Em đã lột cái lớp da me ra nha. Đó, hoành 20. Rồi cây này thì 450 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục lên mã 34. Đây mã 34. Rồi cây này có chiều cao là 28 ha. Đó. Hoành đôi vị trí này là 21 ha. Cây này thì 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục tàn ra là thiên nhiên ha. Em chưa có, không có cắt nhiều ha, cô bác anh chị về mình chơi rồi mình cắt lại nha. Em chỉ cắt sơ sơ chừa đủ chi cành cho cô bác anh chị về mình chơi theo ý mình ha. Rồi cây này chiều cao thì nó 25 ngang cái cổ rễ ha. Rồi hoành giữa chỗ này em đo là 24 ha, nhưng mà em trừ một phân ha, do nó cấn về về vòng vòng, có thể nó cấn một hai nhánh ha. Em trừ hao cho một phân là 323 ha. Đó, cây này thì 450 ngàn, bao ship toàn quốc luôn. Mã 35. Tiếp tục lên mã 36. Đây. Mã 36. Rồi, chiều cao nó là 32. Hoành vị trí này là em đo 18 ha. Đó, cây này thì 350 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục lên mã 37. Đi xem, càng tự nhiên không anh chị. Có những cây thì em lột cái lớp da me ha, còn những cây thì em cũng không có lột ha. Rồi chiều cao của cây này là 33. Hoành vị trí này là em đo 20. Kể 20 thôi, gần 21 kể 20 thôi. 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục lên mã 38. Rồi chiều cao cây này là 27. Tổng cái tàn ngang đo được là 44 nha các anh chị. Rồi em đo vị trí này là 20 luôn ha. Đó, cây này thì 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục lên mã 40. 39. Mã 39. Mã 38, này mã 39. Em thì em mới có làm bầu, em không có bó lại ha. Khi đi ship cho các anh chị thì em bó lại ha, em bỏ mấy sơ dừa vô ha. Rồi chiều cao của cây này là 24 ha. Tổng chiều ngang nó là 38. Rồi em đo vị trí này là 22 ha. Đó, 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Linh Sam da me. Mã số 40. Rồi chiều cao nó là 26. Rồi cái hoành vị trí này em đo 19 ha. Đó. Cây này 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục em hết lô lên Sam ha. Em lên Mai Chữ Thủy
Nha quý anh chị, nu da đen lá lớn đó, mã số 41. Đây. Cây này thì cũng có sắp đế ha. Rồi chiều cao ngang mặt ngang cổ rễ là 25 nha. Hoành vị trí này là 23 ha. Đó. Rồi cây này thì 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Mã 41, tiếp tục mã 42. Đây, mã 42. Đó, quay vòng vô anh chị xem cái bộ rễ nó ha. Em chưa có vô bầu ha. Rồi, chiều cao nó là 26. Hoành vị trí này em lo 25 ha. Rồi, cỡ này là 500 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Xuống cây. Tiếp tục mã 43. Đây. Mấy cái rễ này sau này về mình kéo nó xuống được nha các anh chị. Bộ rễ này cũng tương đối. Đó. Mã 43. Rồi chiều cao là 17 ha. Rồi hoành vị trí này là em đo 29 nha. Đó, em kể 28 đi. Rồi 28, kể 28 đi. Đó. 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Mã 43. Tiếp tục em lên mã 44. Đây. Rồi chiều cao nó là 25. Hoành vị trí này là 21 ha. Đó, cây này 350 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục mã 45. Cây bộ đế tương đối đều ha, nó cũng có hai cái dây lực hai bên ha. Rồi chiều cao 19. Hoành vị trí này là em lo 22. Đó, cây này 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Đó, tiếp tục. Các bạn hình dung cái chậu ha, cái chậu này là bề ngang nó 20 nha. Còn cái cây thì lên thì nó khoảng 25. Đó. Em chừa tất cả chỉ cần hai cô bác chị về mình chơi mình cắt theo ý mình ha. Chiều cao cây này là 30. Hoành vị trí này là em đo 27. Cây này 450 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục. Lên mã 47. Cây này thì để lực ha. Để khá là lực ha. Rồi chiều cao là 19. Hoành vị trí này em đo 28. Đó, cây này thì 500 ngàn, bao ship toàn quốc không có gì luôn. Rồi tiếp tục. Em chưa chi cành đầy đủ ha. Chỉ có mấy cái này cái nhánh nó bị ấy, em cắt cái mặt cắt nó cũng ấy ha. Rồi cây này thì chiều cao nó 24. Hoành vị trí này là em đo 24 luôn. Đó, cây này giao lưu của bán chị 350 ngàn, bao ship toàn quốc. Tiếp tục. Mã số 49. Rồi chiều cao nó là 12 nha các anh chị. Hoành vị trí này em đo 22. Đó, cái này thì 400 ngàn, bao ship toàn quốc không có gì luôn. Tiếp tục. Lên mã 50. Cây này cành nhánh cũng khá ok ha, nhưng mà có nó có được hai, nó có hai mặt cắt trước ha. Nó cũng không chỉnh hùng. Rồi chiều cao nó 13 nha các anh chị. Hoành em đo vị trí này là 26. Đó, cái này thì cũng 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục. Em lên cái xây hơi nhỏ hơn tí ha, nhưng mà cây là nó đế nó đều hơn nha. Nó gọn gàng hơn ha. Đó. Mã 51. Rồi chiều cao nó là 13 ha. Hoành vị trí này em đo 15 ha. Đó, rồi cây này thì 350 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Đó, tiếp tục mã 52. Đó. Cây này bộ đế này thì nó tương đối nó ấy không, cái xây thì nhỏ hơn. Rồi chiều cao nó khoảng 13 ha. Hoành vị trí này là em đo 17 ha. Nó chừng 2 của anh chị 17 ha, 10 gần 18. Đó. Cây này thì 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Cái này thích hợp mình về mình chơi mini ha. Đó. Cái chậu 20 là bỏ vừa luôn nha. Mã 53. Rồi chiều cao nó 10 cm. Hoành 18, 350 ngàn, bao ship toàn quốc không có gì luôn. Đây. Đó. Mã 54. Cây bộ đế thì đều hết nha. Cái này thì đế chỉnh hơn cái xe lớn chút.
hoành 13, ở chiều cao 13. Hoành vị trí này là em đo 19 kể 18 ha. Đó, 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Đây. Tiếp tục. Mã 55. Rồi chiều cao ngang cổ là 10 cm. Hoành vị trí này là em đo 18. Đó, cũng 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Mã 56. Rồi chiều cao cây này là 9 cm. Hoành vị trí này là 18 luôn. Cây này thì 350 ngàn. Rồi mã 57. Chiều cao nó 10 cm. Hoành vị trí này em đo 15 ngàn. 15, 300 ngàn. Bao xếp toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục mã 58. Đây. Cái xây cây nhỏ này thì nó đế nó chuẩn hơn không anh chị. Đó, cái này thì cốt cành đều đủ nè, đều nè. Rồi chiều cao nó 11. Hoành vị trí này em đo 17, cái này thì 350 ngàn. Rồi tiếp tục mã 59. Mã chữ thủy, nâu da đen lá lớn nha các anh chị. Rồi chiều cao nó 12. Hoành chỗ này là em đo 18, đó 350 ngàn luôn. Tiếp tục. Em lên mã 60. Đây. Rồi chiều cao nó 8 cm. Hoành vị trí này là 16, cây này thì 300 ngàn. Bao xếp toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục, em lên trang đỏ lá nhỏ nha anh chị. Mã 61. Đó, trang đỏ lá nhỏ. Đó, cây thì ta cũng có sắp đế xương xương rồi nhỏ ha. Rồi chiều cao cây này là 16 cm. Rồi hoành em đo chỗ này là 22. Đó. Rồi cây này thì giao lưu của anh chị 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Cây dán trực pin ha. Rồi mã 62. Quay vòng cho của anh chị xem cái bộ đế đó ha. Rồi chiều cao cây này là 15. Hoành vị trí này là 24. Đó. Cũng 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi mã 63. Rồi chiều cao là 16. Hoành vị trí này là 20. Đó, cây này thì 300 ngàn, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục. Mã 64. Cây bộ đế tương đối nha. Rồi chiều cao là 14 cm. Hoành vị trí này là 21. Cây này thì 350 ngàn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã 65. Đây, dẫn cây trang đỏ ha. Rồi chiều cao nó là 19. Hoành vị trí này là 17, 300 ngàn nha quý anh chị. Rồi tiếp tục, em lên còn mấy cây trang sen, cái này là sen Nhật nha quý anh chị. Phôi sen Nhật. Mã 66. Đó. Cây là cũng sắp đế ha. Rồi chiều cao nó là 12. Hoành em đo chỗ này là 22. Còn em đo chỗ này là 35. Đó. Cây trang sen Nhật này em giao lưu là cũng 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của chị luôn. Tiếp tục. Cây dán trực pin ha, thẳng đứng ha. Rồi chiều cao ngang mặt là 20. Rồi hoành em đo chỗ này là cũng 20 luôn. Rồi em đo ngang đây thì cũng 35 luôn. Đó, cây này thì 350 ngàn luôn. Tiếp tục mã 68. Đây, hôm nay em có mấy phôi sen Nhật nữa quý anh chị. Hàng đế đẹp ha. Rồi chiều cao nó 13. Hoành vị trí này em đo 18, cây này thì 300 ngàn, bao ship toàn quốc của quý anh chị luôn. Tiếp tục lên mã 69. Rồi. Chiều cao nó là 14. Rồi hoành đo chỗ này là 18. Chỗ này cũng 35 luôn, 300 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi, đây. Mã 70, mã cuối cùng của clip hôm nay ha. Cây bộ đế tương đối khá ha. Đó, đều chân nha. Rồi chiều cao là 11. Hoành chỗ này là 21. Chỗ này thì cũng 35 luôn, đó.
Cây này 350 ngàn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi, cuối clip em cũng xin chúc cho cô bác anh chị có một buổi xem kênh vui vẻ và chọn cho mình những cây ưng ý về cho. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cô bác anh chị.